nắng Sài Gòn cỡ nào anh yêu em nhiều cỡ đó. Và nếu đây không là tình yêu hãy chứng minh là anh sai baby. Wish I could say I was finally over you. Và mọi người ơi, chúng ta đang cùng theo dõi livestream với lại các vị khách mời ngày hôm nay, đó chính là Dablo, Hiếu Thứ Hai, Nhật Hoàng và Ngắn, các bạn thí sinh của chương trình King of Rap. Và Huyền vừa mới hỏi một câu là ba đối thủ đáng gờm nhất trong King of Rap năm nay của các bạn là ai, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bạn nhé. Mở ra nào, với Nhật Hoàng thì đó là Viso và Woody. Viso và Woody thiếu người nữa. Nhật Hoàng nó là bản thân. Nhật Hoàng chính bản thân mình là đối thủ bạn nhất của mình. Hay quá. Còn đối với lại Hiếu Thứ Hai là cũng là Woody. Woody, Viso với lại Right. Cũng là Woody luôn. Cũng là Woody. Hiếu. Chica. Là Chica. Còn đối với Ngắn. Mình. mình. Tôi còn đang tưởng là có một người nào đó tên mình. Chính bản thân mình, Rai và Nhật Hoàng. Wow. Tức là trong đây là sẽ có những thậm chí ngồi đây thì cũng chính là đối thủ của nhau luôn, đúng không? Và Huyền thấy có một cái tên là Woody. Tại sao mọi người lại cho Woody là đối thủ đáng gờm vậy? Bạn ấy tư duy hay, chất liệu âm nhạc của bạn tốt. Woody làm nhạc rất là mới và cái ngay cả cái cách thể hiện của Woody cũng rất là giỏi á. Bạn biểu diễn giỏi lắm. Nghe rất là hay. Biểu diễn giỏi, nghe rất là hay. Hay là như vậy. Và và Huyền muốn hỏi mọi người một chút là trong tập tiếp theo, những tập tiếp theo của chương trình King of Rap với phần thi của mọi người thì sẽ có những điểm gì mới và mọi người sẽ mang những gì lên sân khấu, có thể hé lộ một chút được không? Hé lộ sợ mất vui à. Ok. Tuần sau mọi người ơi, tuần sau mình xin hứa sẽ làm mọi người nổi da gà. Wow. Còn ba người còn lại thì sao nhỉ? Mình tuần sau mọi người ơi. Tuần sau mọi người ơi. Mình xin hứa mình sẽ làm cho mọi người cháy cùng mình. Mình xin hứa là mình sẽ làm cháy cái sân khấu đó. Phải một cách nghĩa đen và nghĩa bóng luôn đấy. Đó. Tức là sẽ có lửa đúng không? Sẽ là một phần trình diễn rất là nhiệt. Dân chơi hệ lửa. Còn Hiếu và Ngắn thì như thế nào? Thì tuần sau bạn ơi. Tuần sau thì mình sẽ rap lớp, mình sẽ chơi một chủ đề về tình yêu và cái bài hát mà mình chọn cũng rất là mới và cái bài đó cũng vừa mới ra MV. Bài gì đó? Không, mình không nói được. Mọi người hãy đón chờ nha. Mọi người hãy đón chờ, còn mọi người sẽ thấy được phần thi của Ngắn như thế nào? Tuần sau mọi người ơi. Chắc là mình sẽ không tiết lộ. Mình sẽ để mọi người đón một chờ chút xíu thôi, một cho chút các xíu bạn khán giả đặc biệt của La Thanh Như kiểu vừa mình cũng nói rồi, có nghĩa là mình sẽ làm một cái bản nhạc rất là nhẹ nhàng, rất là lãng mạn. Rất hay. Rất là hay. Và cuối cùng thì trong chương trình ngày hôm nay, mọi người rất là mong muốn được nghe tất cả khách mời ngồi đây có thể là cùng nhau thể hiện một ca khúc rap hay là một đoạn rap nào mà mọi người yêu thích được không? Tại vì rất là thích nghe mọi người rap. Thì bây giờ có hai sự lựa chọn. Một là mình sẽ cùng tìm một bài của một giám khảo nào đó trong chương trình, mình rap chung với nhau để thể hiện tình cảm. Hai là mọi người sẽ rap riêng một đoạn để dành tặng cho các bạn khán giả đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Và hình như là Huyền biết là Nhật Hoàng biết beatbox phải không? Oh man, but em chỉ beatbox cho vui mồm ấy. Để em tạo những cái kiểu hiệu ứng bè cho bài rap ấy. Chứ em không có chuyên về beatbox để tạo beat cho ấy. Không sao, trong cái phần này thì Nhật Hoàng cũng có thể beatbox một chút xíu. Chỉ cần chống rồi, chỉ cần chống mấy snack. Ok, mọi người trong bốn huấn luyện viên thì mọi người có thể rap một bài nào đó của bốn huấn luyện viên. Hoặc là bài của chương trình cũng chẳng hạn. Bài Nhanh nào. Mọi người biết bài, mọi người phía sau và đứng trước ta, người chạy thật nhanh, người lướt qua, có bao giờ thấy của anh Đạt. Thôi. Để mình theo tao đi, để mình theo tao. Để mình theo tao. Đó, cảm ơn. Bài sai ok đi, ok. Mẹ tao thường mắng là hoặc là mỗi người hãy rap một bài tủ của mình cũng được. Huyền biết là mỗi người đều có một sản phẩm riêng của mình đúng không? Đã có sản phẩm của mình rồi. Sản phẩm hả? Mỗi người một verse đi. Yeah. Okay. Ngắn đi. Ok, ngắn nha. ngắn rồi, ngắn bắt đầu nha. Đã. Mỗi người một sản phẩm riêng của mình. Chuyện hay không? Chuyện. Để xem. Ok.
Chơi luôn à? Chơi luôn rồi. Mọi người đang đợi. Em không biết nhiều. Có chơi trống không? Thôi, no beat đi, no beat đi. Ừ, no beat đi. Ok. Trở về ngày nắng cháy. Trở về ngày mẹ con đứng đây. Khi con chưa biết cuộc sống này phức tạp, con chỉ biết vặn ga chạy đến khi nóng máy. Sống yên bình như cách con từng mơ, vẫn kiên định đến khi nào ngừng thở. Không áp lực đặt lên trên bờ vai, và khi tan ca chẳng lúc nào đúng giờ. Trở về nơi mà có tất cả gia đình cùng bạn bè, nơi mà góc phố nhỏ báo hiệu ngày hè về. Sống vô tư một cách thật đơn giản, tất cả là căn bản khi cắp sách trở về. Khó có thể đưa đôi tay nắm bắt, vì khi nó nắng tắt thế giới trong ngăn bàn. Đến khi nó nhắm mắt hay là không thắng chắc, thì lúc đó mới biết mọi thứ đều nằm trong ngân bàn. Yeah. 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 Yeah, và đó là lần ngắn. Bài trở về. Yeah. Ok, mình sẽ một bài love song, mình sẽ ngoài lời chương trình tí. Những cánh hoa màu cam vàng không lời dối, thành thật mà nói anh muốn yêu thật an toàn, đặt tâm hồn hang vào cùng nắng tàn. Hoàng hôn trên con đường vắng nàng, anh sẽ thuyết phục thằng cu biết mong mối lương duyên được gắn hàng. Ánh dương tràn ngập rực rỡ, khẽ đưa bàn tay lên che mắt. Thành phố một mì để ấp ánh đèn, tựa như vườn hoa đang khoe sắc. Chuyện đến ước mình đừng tính trước tương lai ra sao, em đoán xem. Cà phê thường nhật ở quán quen, tăng ca mệt mỏi anh đón em. Vì những chuyện buồn nào về cuộc đời, vậy thì cùng nhau đi đâu đó, mình cùng sải cánh với phía mặt trời và rồi dập tan đi âu lo. Đâu ai ngờ phải tính sao giờ, là chìm đắm trong lúc em cười. Just like a sunflower tặng em đến 9 thêm 10. Anh luôn che chở em dù thời tiết có trở gió. Nắng Sài Gòn cỡ nào anh yêu em nhiều cỡ đó. Cánh đồng hoa đung đưa lắc lư thành bản hòa âm của Dương Cầm. Nếu tình yêu là hạt hướng dương, anh sẽ nuôi hạt giống để ương mầm. Bài này tên là gì? Bài này tên là bài Hướng Dương. Bài tên là Hướng Dương. Tôi cũng có một bài tên Hướng Dương mà. Ôi vậy hả? Còn không, hôm nay chắc là hiểu hết bài cua được không? Em bài cua hả? Vậy rất là nhiều người rất thích bài cua. Ok, để phục vụ cho Huyền MC thì, và các bạn khán giả nữa. Và các bạn khán giả thì mình sẽ rap bài cua. Thôi, đỡ bài đâu nhiêu. Sao vậy? Mình không thích bài đó. Tại vì mình diễn bài đó nhiều mà nên là mình cũng thấy ok, chơi bài okay, gì bài mới gì cũng đi. Yeah, mình chơi bài mới mới đi, là bài mới ra luôn. Tên là Phải Là Yêu, mọi người lên mạng coi nha. Phải ok. Anh đang có nắng cây, cùng con tim đắm say. Cộng với tình yêu em là anh thấy trắng tay. Mơ lên xe chơi trên highway và chỉ có hai ta. Như thiên thần rơi xuống trần gian, cả em là mai ca. Xúc cảm này là sao hả? Một cái chạm làm anh đóng mặt y như là sao hả? Em là corona làm anh say. Anh thì anh không ngại được cách ly trong vòng tay. Em là corona làm anh có thở rồi lăn quay. It's like 1, 2, 3, 2, 4. Đếm từng thứ ngày tháng cho ta về bên nhau. Áp tay vào cho xác, nghe lòng ngực anh đập. Trả lời anh câu hỏi rung động này là từ đâu. Phấn khích nhận tin nhắn rồi nghĩ về tương lai, đầu óc không im ắng mà chỉ nhớ về mùi hương ngay. Vì con tim không biết nói dối, chỉ có em tự dối lòng. Và nếu đây không là tình yêu, hãy chứng minh là anh sai, baby. Ok. Thích thì nghe mà không thích cũng nghe nha mọi người. Lên YouTube ủng hộ cho các bạn nha mọi người. Còn Deplo, how about you? Mình sẽ rap một first mới đi. Cái này bài này mình đang chuẩn bị thôi, chưa ra đâu. Chu trà chương trình nên đặc biệt nha. Hơi bị mất tập trung vì mấy con mèo cứ ói ói từ sáng đến chiều mà có nói. Cũng chẳng thể hiểu một mớ hỗn độn ngày càng tăng lên nhiều. Tự bản thân đánh ra tay cứu lấy mình. Lên tivi máy chiếu lấy hình, có đứa nói anh chơi phải dáng đánh liều để cho sau này vẻ vang danh hiệu đi theo sau. D-A-B-L-O vì một kỳ real flow là anh em đâu. Để cái tay lên mô, get on the flow. Hay quá, cảm ơn mọi người rất 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 là nhiều vì ngày hôm nay đã đến với chương trình Hot Trend của Báo Thanh Niên. Và để thay mặt cho chương trình và cũng như là các bạn khán giả đang theo dõi chương trình thì Thanh Huyền xin được chúc cho mọi người là sẽ chiến thắng ở những vòng sau. Và Huyền hy vọng rằng bốn nhân vật ngày hôm nay cũng sẽ là bốn nhân vật chiến thắng cao nhất cuối cùng trong chương trình. Đó, đúng không? Chúc mọi người. Còn nếu mà chương trình sau thắng thì chị sẽ dẫn em đi ăn sushi, ok? Được không? Chắc kèo rồi chị ơi. Chắc kèo rồi. Chúc mọi người thành công nha. Và cảm ơn các bạn khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Hot Trend. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Tạm biệt. Yeah, peace.